chúng ta tiếp tục với những câu kệ tán thán của Pháp Tạng Tỳ Kheo dâng lên Đức Phật trước lúc Ngài quyết định trở thành một hành giả tiến bước trên lộ trình giác ngộ. Cỡ văn như thế này: trong mong Phật chứng minh cho tôi được thành tựu do sức muốn tinh tiến, tôi phát nguyện như trên. Ở trong bối cảnh Ngài là một đức vua có lòng đại từ, chăm lo hạnh phúc muôn dân, nhưng vì thấy cuộc đời sanh lão bệnh tử, những quốc độ ở thế gian này chỉ mang tính tạm thời, và hễ chúng sanh còn điên đảo, còn mơ hoặc thì còn trôi lên trong đau khổ, còn ở trong sanh tử thì còn có luân hồi. Và Ngài muốn tạo ra một hóa thành, tức là một quốc độ trang nghiêm, mà tất cả ai làm đủ những nhân duyên để sinh về thế giới của Ngài thì ở đó được cảnh giới bất thối chuyển, không còn trôi lên trong sanh tử nữa. Và vì cái lòng mong muốn mạnh mẽ như vậy, cho nên lòng mong muốn mạnh mẽ như vậy cho nên Ngài phát nguyện, chứ không phải vì một động cơ nào khác. Đây là một trải nghiệm ở trong con đường tu học. Nếu như chúng ta đến với đạo Phật bằng sự phát nguyện, học hỏi tìm cầu để tu tập, thì chúng ta đến với một thái độ rất là khác. Và cho dầu gặp bao nhiêu chông gai chướng ngại, chúng ta cũng không có từ nan, không bỏ cuộc. Còn hễ đến với đạo Phật vì đỡ cho vui, hoặc là vì gì đó, và khi cái mục đích đó nó không đạt được, thì tự nhiên người ta sẽ chán nản. Nhất là những người đi xuất gia mà không phải chánh tâm xuất gia, tức là không phải vì xuất gia để tìm cầu sự giác ngộ, thì hoặc là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc là do nhất thời mà vui thích, hoặc là do sau đó. Hồi xưa nhớ thầy có một cái ông nhỏ sư đệ đi vô trong chùa, tại vì đi coi phim Tây Du Ký, thấy ông Tam Tạng dễ thương quá, thành ra cậu bé này chưa đi học mà suốt ngày cứ bảo cha mẹ phải đem tới chùa. Và cha mẹ thấy còn nhỏ quá, chẳng biết làm sao, tới chùa thưa với thầy. Thì thầy nói thôi được rồi, cứ đem nó về đi. Và nó vô bắt đầu từ lớp 1. Tướng tá thấy xinh đẹp ai cũng thương hết, và ngoan ngoãn lắm, đặc biệt là học kinh rất là nhanh nhớ. Chẳng hạn như cái câu chú giảng sanh đó, là học chưa được nửa tiếng đồng hồ. Học lớp 1 thôi, nửa tiếng đồng hồ là thuộc chú bản sanh rồi. Rồi chú Đại Bi Bát Nhã học một ngày thôi. Cho nên ai cũng nghĩ rằng là có căn duyên lớn với Phật Pháp. Mà chẳng hiểu làm sao, tới khi lớn lên chút xíu, thì tự nhiên không muốn tu nữa. Và hôm đó thầy bảo đọc chú Đại Bi, không có nhớ. Bắt đầu nó quên dần dần, rồi tới mức cái chú bản sanh cũng không có nhớ nữa. Thôi là chú này tự động trốn chùa đi về. Và sau này thầy có cho người tới hỏi sao không ở chùa nữa, thì chú này mới thưa thật là học kinh không có nhớ nữa. Tự nhiên nó không nhớ. Và lúc này chú này mới có 14, 15 tuổi chứ mấy đâu. Cái duyên nó lạ kỳ lắm, tức là những bài kinh lễ ra tụng hàng ngày thì nó phải càng nhớ sâu hơn, nhưng đêm nào cũng tụng kinh nhưng mà lại tự nhiên quên. Thành cái nghiệp duyên nó làm sao nó khó hiểu lắm. Rồi có người thì cha mẹ thuyết phục vô trong chùa. Hồi đó có một cái anh này, cô vợ qua đời, rồi anh đi thêm bước nữa thì anh sợ cái bà mẹ sợ hai đứa cháu, sợ cái người mẹ kế không có thương, thành ra thuyết phục cho hai đứa trẻ này vô trong chùa ở. Và hai đứa trẻ này có cái duyên
À, bốn sư thầy chớ nó về. Nói thưa quý vị chứ, anh này anh chưa biết đi 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 cầu đi cầu anh chưa biết ngõ làm sạch nữa. Mà thầy vô chùa là bắt đầu anh là mình ở nhà thì mình cháu đích tôn, đời nào mình đồ mình chưa giặt nữa. Bây giờ mình phải vô giặt đồ cho anh này, rồi phải lau dọn cho anh, ha, là y như cha một đứa nhỏ vậy đó. Mà cũng may là cái duyên sau này thầy hiểu hết cái những cái khó khó nhọc cuộc đời, thành ra sau này thầy nuôi thân chúng nó có lợi cho tâm của mình. Nhưng mà thực ra lúc đó chán lắm, nó chán và nó ơ dơ không ai chịu nổi. Rồi tắm giặt mà thầy kỳ đất nó ra là nó làm gì biết, mà cứ ngày nào tắm hết mà đất cứ dình dình cổ vậy đó. Rồi sai rửa cái chén lên tôi học tới lớp 3, sai rửa cái chén thì mình mới vô làm ra chút xíu ra, xong nó vô nó nói là rửa xong rồi. Mình khen bụng với anh này sao anh rửa mà nó nhanh nhẹn ngoan ngoãn tốt quá. À, chứ mà sau này thầy cao giếng lên thái chén nhiều quá. À, biết rằng là anh bỏ giếng. Anh định bỏ giếng. tức là hết biết luôn mà. À, hết biết luôn. Rồi rồi cái hồi thầy dạy làm chú lễ, mà thầy báo ra trước làm chú lễ có 3 câu thôi: quá khứ trang nghiêm kiếp siêng Phật, hiện tại hiền kiếp siêng Phật, còn câu gì nữa anh quên mất. Quên mất mà thầy dặn là phải học đi học lại, thầy nói đi nói lại hoài, anh phiền não. Phiền não anh không chịu học. Mà tới khi giờ cái giờ làm chú lễ tới câu đó, Phật tử với thầy đứng im chờ chờ anh đọc một câu, không biết là đọc. Cái thầy lạy xuống, thầy đi ra, mọi người cũng lạy xuống đi ra, anh quê quá, anh gõ chuông 3 cái bon bon bon, anh đi ra theo. tức là cái gì vậy á, mà mới đầu cái duyên nó lớn lên chút xíu á, khi nó ý thức được rồi á thì nó quyết định nó không tu nữa. Rõ ràng là xuất gia không phải vì cái chân tâm chân tánh xuất gia, mà vì hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh lúc nhỏ bị cha mẹ ông bà thuyết phục la rầy, không dám cưỡng lại. Bởi vậy cho nên người tu của chúng ta phát tâm làm cái gì, chúng ta vì chính cái tâm nguyện của mình mà làm. Lần trước thầy đã thưa với các vị là chúng ta nên làm vì tri ân Phật. Vì tri ân Phật mà chúng ta làm, thành chúng ta không có thấy cái gì phiền hà hết. Tại vì mình làm điều này là vì đền ơn của Phật. Nếu như Đức Phật không ra đời, không có nguồn tựa giác giải thoát này, thì liệu ngày hôm nay chúng ta có biết được 6 cõi 3 đường đâu? Chúng ta đâu có biết cái nào pháp chân thật, cái nào pháp sanh diệt điên đảo, chúng ta không biết. Và chúng ta không khéo cũng cứ trôi lên, cũng nói cả ngang, cùng lắm chết thì hết, đợi lần chết cho mấy, nói ngang nó ngược, nói kiểu đó. Nói như vậy thì ai nói không được. Nói cái đó là nói là người ta gọi là nợ quá gia tài á. Thành ra là chúng ta đến với Phật pháp bằng cái sự chân chánh, và trong tâm chúng ta phát nguyện hán hồi, cũng giống như Pháp Tạng Tỳ Kheo trình bày với Đức Phật là: con phát nguyện và trong mong 10 phương chư Phật chứng minh cho, do cái sức muốn tinh tấn mà tôi phát nguyện như vậy. 10 phương chư Thế Tôn trí huệ lớn vô ngại, khiến cho Thế Tôn nay biết tâm niệm của tôi. 10 phương, tất cả các Thế Tôn, tức là các cái vị tôn kính của trời và người, trí tuệ lớn vô ngại. Vô ngại chúng ta biết rồi, nó không có mình, ví dụ như mình muốn nhớ ở kiếp nào, nhớ ở đời nào thì mình nhớ. Hoặc là mình muốn biết ở trong tương lai vô lượng kiếp việc gì sẽ xảy ra, mình cũng biết. Còn chúng ta thì sao? Nhiều khi chuyện mới đây mà lại quên rồi, trở ngại vô cùng. Tại vì chúng ta sống theo cái trí phân biệt, chứ không phải trí tuệ như tự tánh giống không của Phật. Đức Phật chứng được trí vô ngại, cho nên Ngài biết rõ ở trong tâm của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và Pháp Tạng nói rằng: giả sử thân tôi ở trong những chốn khốn khổ, tôi tinh tiến hành đạo, chịu đựng chẳng hối tiếc. Đây là một cái sự phát nguyện rất lớn. Một vị vua đầy đủ quyền lực, đầy đủ mọi thứ trong tay, nhưng mà Ngài nói rằng: giả sử thân tôi ở trong cái chốn khốn khổ, ở trong sự khốn khổ, tôi chấp nhận, tôi tinh tiến hành đạo, chứ không có hối tiếc.
không hối tiếc gì cả. Chúng ta làm mỗi chuyện này không? Hay nhiều khi đi tu á, tu một ngày thôi mà tới bữa ăn không ngon miệng, rồi tự nhiên mình hối tiếc, biết giải đi giờ ăn bữa cơm cho ngon cho rồi. Có những trường hợp như vậy xảy ra chứ không phải có bữa ăn thôi mà chúng ta còn hối tiếc sự tu hành rồi. Hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn trong gai nó đến, chúng ta đâu có đương đầu nổi, chúng ta đi tìm sự an ổn, sự vui vẻ trước, sự khó nhọc á chúng ta đùn đẩy cho người khác. Đó không phải là cái hạnh chân chánh của người tu. Gặp bao nhiêu nghịch cảnh khó khăn, chúng ta đương đầu với nó và từng bước vượt qua nó mới là người thực hiện cái hạnh chân chánh. Này A Nan, tỳ kheo pháp tạng nói kệ xong, bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Phật Thế Tự Tại Vương rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã phát tâm vô thượng chánh giác, xin Đức Thế Tôn rộng tuyên kinh pháp cho. Tôi sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh tịnh vô lượng trang nghiêm, khiến tôi mau thành bậc chánh giác, nhổ hết gốc rễ sanh tử khổ lụy. Đó là những cái lời thống thiết của Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và ở trong đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể lại cho Tôn giả A Nan nghe là sau khi nói kệ xong thì Pháp Tạng Tỳ Kheo lại bạch với Đức Phật nào? Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai. Bạch như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, tôi đã phát tâm muốn thành Phật, xin Đức Thế Tôn rộng tuyên nói kinh pháp. Hai câu này chúng ta để ý, khi chúng ta không có cái tâm thì tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Nhớ như vậy, chúng ta đến với đạo mà không bằng cái tâm thì chúng ta chắc chắn không thành tựu được một cái gì. Có Đức Phật ra đời nữa cũng không cứu độ chúng ta được. Đầu tiên chúng ta phải có đủ tâm trước cái đã. Cũng như thế, khi chúng ta làm việc ở trong đạo tràng, chúng ta làm bằng cái tâm. Chúng ta phát cái tâm muốn thanh tịnh đạo tràng, muốn chia sẻ Phật sự trong đạo tràng, muốn tạo cái nhân công đức cho chính bản thân mình, muốn làm một cái việc nhỏ nhất để phụng sự, tạo duyên phước cho mình. Trước tiên chúng ta phải có cái tâm đó. Khi có cái tâm đó rồi thì bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu cách nào để chúng ta thực hiện. Và dĩ nhiên trong cách đó thì có thầy, có bạn chia sẻ hướng dẫn thì chúng ta sẽ thành tựu được. Còn nếu như chúng ta không có tâm thì mọi thứ đến với mình cảm thấy nó luôn luôn khó khăn, và nó giống như nó thêm một chút xíu cũng không nên. Có ở trước đây có mấy anh Phật tử tới cười, có mấy anh mà giờ không có tới đây, và đó thầy nói bây giờ thầy muốn lấy bớt đất ở trước cổng đây, tại vì đất nó cao quá, mưa xuống nó cứ chảy xuống, và đất ở trong mấy bồn hoa mà thì thiếu, thì mình lấy vô, rồi cái mình trồng cỏ lên. Cái anh nói thầy nghĩ sao, kali thiếu nước mà thầy, kali thiếu nước thì bây giờ mình trồng cỏ làm chi? Cái thằng đó sơn thì thầy phun lên cái sông có ai đâu. Thầy nói thì tưởng chừng như có lý, nhưng mà thật ra người này không phải cái tâm làm công quả, không có tâm làm công quả. Thầy nói cũng được, thì thôi anh coi thấy cái việc gì trong chùa có việc gì làm thì anh cứ sắp xếp, anh phát tâm anh cứ tự làm. Thì vô vòng, cứ thầy cũng đâu thấy cái gì làm đâu. Rồi xong bây giờ mình làm một hụt hơi, nó không có gì làm hết. Tức là ở trong tâm nó không có, hay là ví dụ chúng ta đi chùa, nếu chúng ta có cái tâm bảo quản đạo tràng cho sạch sẽ thì tự nhiên mình sẽ thấy có rác. Còn nếu như mình thấy á, mình đến để mình ngồi thiền, mình tới để mình tu học, rồi ở đây có người phục vụ sẵn, thì tự nhiên mình không thấy có rác. Nó là vậy đó. Hay là ví dụ như chúng ta quán xuyến sâu hơn nữa, chúng ta thấy tối lại có hai anh chàng nhỏ nhỏ, anh coi chùa. Hai này anh xuất sanh mà anh đâu có biết gì đâu. Anh đâu có biết phân biệt gì đâu. Cho nên cái gì mà lạ lạ là anh kéo xuống. Và cái gì ấy là anh xin chồng. Cho nên hôm đó là ai đỡ ba cái bịch đậu đậu gì đó, đậu đen, đậu xanh,
đâu đó để ba bốn bịch ở ngoài. Vậy là thầy mệt quá, thầy không nói nữa. Mà lúc mà thầy đi, thầy biết rồi thế nào là không ổn rồi, nhưng mà đúng là thầy cũng mệt quá hết sức, thầy đi thẳng luôn. Đi thẳng luôn thì đi về rồi thầy nằm, thầy hối hận là tại sao mình không ráng dùng cái sức tàn mình quay lại để mình lấy cái này. Tại vì nếu không thì ngày hôm sau mình sẽ làm nhiều hơn. Quá nhân y chang sáng thầy quét nhiều hơn thầy quê thầy lấy. Nó làm tung hết đầy hết, thôi nó kéo đi đầy hết. Vậy là coi như là rõ ràng là một thầy giới. Mà tại sao nếu thầy không quét là có chuyện lớn nữa? Có biết chuyện gì không? Đúng rồi. Giờ thấy cái xe xuống cái là coi như nó đi chân, nghĩa là xong. Nên là mà chưa chắc gì là tế không nữa, mà nhiều khi có chuyện khác nữa đấy. À, chứ đập đầu xuống đất là chấn thương, sỏi khí, là phiền não nữa. Đó, chúng ta đó, tức là chúng ta thấy nó những việc này việc kia nó xảy ra như vậy đó. Nhưng mà khi cái người quản lý đạo tràng thì họ biết rằng là cái việc đó là không nên, cái việc kia là nên. Hoặc là có hai cái anh nhỏ này thì làm sao mà mình đỡ những cái thùng rác nhỏ được, mình phải đỡ thùng rác lớn, thùng rác cao. Nó không có ngửi cho cái thứ đó, nó nhìn nghe cái mùi nó thích lắm thì nó đâu biết gì đâu, nó cứ môi ra thôi. Nó môi ra thì ai dọn? À, tại vì bây giờ thầy mà thầy thưa quý vị, nếu như mà thầy không dọn á, mà thầy thấy mệt quá, chán quá, thôi cho mày nghỉ đi, cho mày về hưu đi. Cho mày về hưu thì sao? Thì ăn trộm mới vô dọn giùm. Thì mình đã chọn cách khác, mà ăn trộm ở đâu có dọn cái thứ đấy đâu. Nó dọn cái thứ khác, nó đâu có dọn, nó đâu có dọn rác đâu. Cho nên các pháp chúng ta thấy nó trùng trùng duyên khởi, nó đang chen lẫn nhau. Như vậy thì chúng ta đến với cái tâm, chúng ta có cái tâm là chúng ta sẽ làm được hết. Hồi xưa thưa quý vị, thầy đánh máy á, thầy đánh máy xong, cái tự nhiên cái máy nó có lỗi gì đó không biết. Cái nó đưa lên một cái bảng, nó hỏi cái là nó hỏi viết hay nô, viết hay nô thôi. Mà thầy thái trơn cái chữ tiếng Anh một câu đó, thầy đâu có biết nói gì đâu. Cái nó muốn viết cho ngán gì, cái mình viết cái nó xóa hết trơn hết. Cho trời ơi, tự nhiên tức là nó hỏi mình nữa là có cái gì có lưu hay là xóa sau đấy, nó hỏi cho đấy. À, cái mình đâu có biết là mình thay viết thì đâu, mà tới hai nút rồi thôi, thế là mình cứ viết thôi. Viết xong rồi cái là mở ra trụ lui không còn hết. Mà đánh mấy từ sáng tới chiều được con trang giấy à, khổ, nó khổ mất hồn. Đánh một trang giấy là khổ lắm. Đánh xong rồi tự nhiên mình thấy người mình nó hạnh phúc vô cùng. Tức là đây là cái kỷ lục đầu tiên trong đời mình đánh được một trang giấy, là một ngày từ sáng tới chiều. Và bây giờ mình thấy sung sướng quá. Mình mới đứng lên đi ra rửa mặt chút mát mẻ đi vô, tính tắt máy nghỉ. Vô cái nó hồi giết hay nô cái mình giết. Phủi tầy. Cứ là suốt một ngày là coi như công lao phủi tầy hết. Nhưng mà lúc đó là tôi nghĩ rằng bây giờ mình không có tiền đi học. Mình ra mình thôi trường. Mình không có tiền đi tôn sinh và cũng khó khăn đủ thứ, thì bây giờ tự mình phải tìm kiếm, phải nghiên cứu. Nếu như mình không biết cái này thì sau này nó trở ngại cho hành pháp rất là nhiều. Tại vì cái tâm mình muốn hành pháp và nhất định phải biết sử dụng nó. Thành ra lúc bây giờ tự nhiên á tiếp tục ngồi kiên trì nữa, đến lại rồi có một lần có ông thầy kia, mấy thầy ở Mỹ á, gửi về Việt Nam là $100, 100 Mỹ kim, mướn cho cái công, tức là lấy cái bản kinh Đại Bảo Tích ở trên mạng xuống, rồi kiểm tra lại chính tả. Và với cái công như vậy, một quyển như vậy là 100 Mỹ kim. Thì đó là bồi dưỡng á, bồi dưỡng quý thầy, bồi dưỡng. Mà hồi đó là 100 Mỹ kim đối ra là 1,5 triệu Việt Nam, chứ bây giờ 2 triệu mấy. Đối 1,5 triệu. Và lúc bây giờ cái vị thầy này á, nhận xong rồi không có nói gì hết á, đem đưa cho thầy 5 quyển. Và bồi dưỡng cho thầy là 1 quyển vậy 500 ngàn. Thấy các vị thấy độc đáo chưa? Mà lúc đó thầy đâu có biết gì đâu. Và cái mà thầy thích là sao?
Tức là thầy có cơ hội đọc kinh. Thầy đọc cái câu kinh này, rồi đọc câu kinh này thấy nó sai chỗ nào, rồi chấm phớt làm sao. Mình nhìn 2-3 lần. Xem này, thưa vị, tới khi mà đem đưa tiền thầy, thì thầy cũng nói thắng luôn. Thầy nói, con làm đây con làm vì con muốn đọc kinh. Chứ không phải là con làm vì con cần tiền. Thực sự tiền không có, nhưng mà không phải là con làm, là con cần nó. Cho nên cái số tiền này thôi, thầy đem xuống nhà bếp á. Thầy thưa với nhà bếp, sắp xếp đại chúng ăn một bữa. Nấu một bữa cho ngon ngon, đại chúng cùng ăn. Đấy là giống như cái công con làm ra được, con cúng dường đại chúng bữa cơm. Mà đó là do cái tâm thành của mình. Thành ra đó là cái duyên tự nhiên mình có phước. Mà cái công sức mình, bằng cái sức của mình, tâm thành của mình, đại chúng có được một bữa ăn, mình có phước. Và quý vị biết thầy làm 5 quyển như vậy á, là tới 2 tháng. Đâu có bao nhiêu tiền đâu, đại chúng ăn có một bữa, mình phải làm 2 tháng. Sau này thầy mới biết, hay là thực ra là cái vị thầy kia là nhận là 100 mấy kim. Họ đã giấu thầy đâu có biết. Nhưng mà có một cái may, tức là nhờ như thế, mà những giáo nghĩa trong kinh Đại Bảo Tích ấy, là thầy nắm được trong tay mình. Các vị thấy không? Đó là cái lời nhất, đó cái lời vô giá của mình. Cho nên ở trong cái khốn khó, trong đau thương, nếu như mình đủ cái tâm mình ấy, thì luôn luôn mình có an lạc. Mình đều là cái người mà thành tựu, chứ không có sao hết. Thành ra, đây là những cái kinh nghiệm mà thưa quý vị, chúng ta sinh hoạt đạo tràng, hay là trong quá trình tu tập, gặp những cái chướng ngại khó khăn, chúng ta đừng bao giờ thôi chí. Cứ đi thẳng con đường như vậy, biết nó khó khăn. Như trong kinh Kim Cang có nói câu, khi mình đang tu học, mình hành trì kinh điển, có ai đó họ chửi mình, thì mình cứ quán chiếu, cái tội này đáng lẽ bị đọa trong địa ngục A Tỳ. Nhưng mà giờ người ta chửi, thành ra mình hết rồi. Ở trong kinh có câu như vậy phải không? À, thì mình lấy ra mình quán. Mình quán chiếu cho nó sáng ra. Chứ quán mà nó xoay sẫm mặt mày là thôi chứ làm gì? Là không thấy đường. Quán nó thấy ra thì tự nhiên tâm mình an ổn vui vẻ. Và đó chính là lời của Phật dạy. Mình giải nghiệp cho chính mình. Đức Phật Pháp Tạng, Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đã phát tâm vô thượng chánh giác. Xin Đức Thế Tôn rộng nối kinh Pháp cho. Người nào họ đến với đạo tràng, thực ra nếu như họ muốn học Pháp, là họ học. Và họ sẽ kiếm họ học. Còn người không muốn học Pháp, chúng ta có bắt họ, họ cũng không học đâu. Thành ra đây là thầy khuyên các vị, ví dụ như những cái băng đĩa đó, cho người nào là người nào họ cần. Và họ cảm thấy họ muốn học, họ muốn tìm kiếm, thì có giá trị. Còn nếu như không là thôi. Mình đừng đưa họ, nhiều khi họ nỡ nan, họ lấy thôi. Rồi không khéo họ nghĩ rằng mình làm phiền họ nữa. Họ mất công, họ đi thế chỗ khác. Và mình mất công làm ra. Tại sao bây giờ người ta không có tâm? Thì mình có đưa cái lời vàng vô họ cũng không có giá trị. Còn khi nào, cái người nào mà họ đủ cái tâm, thì lúc đó có giá trị. Ngày xưa thầy có cái anh chàng để học trò mà thứ nhất cái lần thầy có các vị nghe rồi đó, thầy cũng muốn nói lên cái chỗ cái tâm này nè. Anh bị ung thư gan rồi anh đi xạ trị xong rồi anh uống thuốc vô tất tài nó rụng hết rồi, sống trong trạng thái khổ đau và cái thân nó ốm dơ xương và cuối cùng tới bác sĩ nó lắc đầu, nó nói thôi, nó không chữa được, thuốc cơ thể không có nhận nữa. Nó nói như vậy là biết bây giờ là chết rồi. Thì lúc này cái anh này cũng cố gắng, nghĩa tình thầy trò dược cũng gần 1000 cây số tới gặp thầy để làm gì, để chào cái lời tạm biệt. Thì tới thì chào tạm biệt thầy, thầy ngồi im luôn, thầy cười trong miệng thầy. Thì anh này anh ngạc nhiên, anh nói sao có gì thầy cười. Thì thầy hỏi, giờ thầy hỏi thiệt con là con muốn chết hay muốn sống. Thì lúc đó là anh mới thưa, anh nói chết thì cũng được, cũng sao. Nhưng mà nếu như có chết chắc là lẽ con đầu thai qua châu Phi. Chứ con lên qua để làm gì. Nên tại vì thấy người con nó đen đen cũng giống châu Phi. Rồi con qua đó con làm bác sĩ để cứu mấy đứa bé.
Thầy nói à cũng được, chứ mày nó có chắc kỳ qua không? Hay là gió thổi đi đâu nữa, lên núi làm dân tộc. cái đứng im ru. Rồi đã chắc kỳ qua một kiếp sanh tử mà nhớ được những gì nói ngày hôm nay. Nếu như những gì ngày hôm nay mà nhớ được thì bao nhiêu việc nói trong quá khứ đã nhớ hết rồi. Bao nhiêu việc trong quá khứ, sống chỗ đây, chết chỗ kia, rồi lớn lên rồi có vợ có chồng, làm chó cũng có chồng, làm mèo cũng có chồng có vợ, làm con người cánh chớ nào mà không có gia đình phải không? Rồi tới nó quên hết rồi, đầu thai kiếp này rồi tan vỡ thì lại khóc, nói là mối tình đầu tan vỡ. Tình đầu cái gì, vô lượng kiếp tới bây giờ biết nhiều mối tình rồi mà sao nói là không có mối tình chắc dai, ví dụ vậy. Tức là qua cái kiếp nó quên mất, cái trí mình nó quên, cái vô hữu lậu á nó quên hết. Nên như vậy thì liệu mà mình có nhớ được những gì mình muốn ngày hôm nay hay không? Cho nên anh đứng ngờ ngác cái thầy nói thầy có một cái cách có thể thực tập thử xem, đủ cái ý chí và giáo lý thì có thể chuyển hóa được. Thì lúc đấy anh lấy nghiêm một cách tuyệt đối và cuối cùng anh làm thành công, nghe đâu bây giờ cũng thành tu sĩ rồi ha. Bây giờ sau một thời gian nhập thất dài rồi cũng tự chữa bệnh được và giống như là không chế cái bệnh được, chưa dứt hẳn nhưng mà nói là nguy hiểm thì không nguy hiểm nữa. Và bây giờ anh cũng khỏe mạnh và giờ anh phát tâm đi xuất gia rồi. Thì lúc đó thầy mới thưa quý vị là rõ ràng trước đó mình nói không nghe, sau đó nó còn không, sau đó chưa chắc thì nói kịp nữa. Cho nên nghe cái chỗ đó, cái lúc đó cái người đã có cái tâm muốn thực hiện Phật pháp, có cái tâm muốn giữ mạng sống này, bởi vì họ đang đứng trước cái sự sống và chết. Cho nên cái hành động của họ rất là quyết liệt và cương quyết để họ làm việc và họ giải nghiệp, thì lúc bây giờ mới có hiệu quả. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, là tôi đã phát tâm vô thượng chánh giác, phải chờ phát tâm vô thượng chánh giác, cũng giống như là ngài Huệ Năng, xin lỗi là ngài Bồ Đề Đạt Ma chờ Đức Huệ Khá phát cái tâm cho đủ, mà không đủ á là phải quỳ một đêm, cái tâm đó nó cao lên, nó chưa đạt được cái tới đỉnh nó, chỉ khi nào chặt cái tay thì lúc đó cái tâm á nó đạt được chỗ tuyệt đối của nó, thì lúc đó chỉ có một câu thôi mà giác ngộ. Như chúng ta thấy cái tâm nó quan trọng tới mức nào, sự phát tâm rất quan trọng. Nếu chúng ta quyết liệt trong sanh tử thì chúng ta biết giữ thân khẩu ý của mình, không đỡ cho nó đốt cái gia tài thất bảo của mình, nó nổi sân lên á là đầu miệng mình tuôn ra, ý mình nghĩ xấu ra, rồi hành động mình xấu ra, tức là tự đốt ngôi nhà thất bảo của mình. Xin Đức Thế Tôn tuyên thuyết kinh pháp cho, tôi sẽ tu hành nhiếp lấy Phật quốc thanh tịnh vô lượng trang nghiêm. Tôi sẽ tu hành theo cái sự chỉ dạy của Đức Thế Tôn, khiến cho tôi mau thành bậc chánh giác và nhổ hết gốc rễ sanh tử khổ lụy. Cái gốc rễ trong sanh tử là cái gì? Hả? Cái gì hả? Cô Lan? Gốc rễ sanh tử là cái gì? Phiền não. Thì nói chung chung như thế thì phiền não nó nhiều thứ quá, cái gì? Chúng ta thấy có hai cái điểm mà chúng ta có thể giải quyết được. Đó là vô minh và ái. Hai cái đó. Vô minh là sao? Vô minh tức là do vô minh mà vô minh hành, hành động sai trái. Vô minh hành rồi tôi thức sinh ra. Danh sách lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Đó là cái chiều có 12 nhân duyên. Từ cái chi vô minh. Cho nên Bồ Tát tu hành lục độ vạn hạnh để phát sinh trí tuệ đoạn trừ vô minh. Và khi vô minh chấm dứt thì người này giải thoát sanh tử. Đó là nhổ sạch gốc. Con đường thứ hai là con đường ái. Ái bất nhiễm bất sinh ta bà. Vì cái ái nhiễm mà sinh trong cõi này. Cái ái là chúng ta đừng có hiểu là chữ tình ái ha, không có đơn giản ngay đâu.
Cái ái này chính là cái chấp ngã của bản thân mình đó. Mình thương cái thân mình lắm. Cái gì có lợi cho nó, cái gì an ổn nó, cái gì vui cho nó là nó giữ gìn. Còn cái gì mà hay trái nghịch là nó chống cự lại, hoặc là nó tìm cách nó phản kháng đủ điều hết, tạo ra nghiệp cũng phản kháng. Chữ ái này nó ghê lắm chứ không không đơn giản là ai nhịn. Như vậy thì ly tham ái, đoạn tham ái, chúng ta cứ hình dung là nó có một cái dây xích 12 cái khuy, và khuy này khuy kia nó dính chặt lại nhau thì nó thành một cái vòng tròn. Vòng tròn này nó vây hãm sự sanh tử. Bây giờ nó vỡ ra một cái khuy thì cái vòng tròn sanh tử tự nó mở ra. Thì nó có hai cái chi là vô minh và ái. Hai cái chi đó là muốn đoạn cái chi nào nó đoạn. Muốn đoạn cái chi vô minh là phải tu hành ba la mật để có trí tuệ. Còn muốn đoạn cái chi ái thì phải sống nào buông bỏ nó mới khỏi cảnh giới chấp ngã. Hiểu chưa này? Tức là hiểu cái con đường nào, chỗ nào nó trối. Còn căn bản phiền não thì chúng ta thấy xấu căn tiếp xúc với xấu trần. Xấu căn tiếp xúc với xấu trần nó sinh ra xấu thức. Mà căn trần thức này nó đảo điên, nó không thấy được thực tướng các pháp vốn không. Cho vậy cho nên nó sinh phiền não. Nhưng mà trong phiền não nó cũng nằm ở chỗ là tham sân si mạng nghi và a kiến. Đó là xấu căn bản phiền não. Căn bản phiền não nó cũng là cái yếu tố để sinh ra là trôi lên trong sanh tử. Nhưng mà muốn nhổ tận gốc của sanh tử là phải từ đó nhổ cái gốc vô minh và cái gốc ái. Hai cái đó muốn nhổ cái nào nhổ. Thế tự tại Vương Như Lai nói với Pháp Tạng Tỳ Kheo rằng: công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ, ông tự biết lấy. Phủi tay. Thực ra cái đời này không có đơn giản. Chúng ta coi phim Tài Du Ký á, chúng ta nhớ cái đoạn những cái bản kinh không có chữ không? Vô tự chân kinh. Kinh không có chữ mới là kinh. Tại vì bản gốc của Phật giáo, Đức Phật dạy giáo pháp để chúng sinh thoát ly sự chấp trước. Chính chấp trước là yếu tố trói mình ở trong luân hồi. Và ra khỏi sự chấp trước mà đặt ra ngôn ngữ văn tự thì vô tình chấp ở trong văn tự ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên còn dính mắc ở trong văn tự ngôn ngữ chưa phải là chân kinh. Thành mới gọi là vô tự mới là chân kinh. Nhưng mà khổ nổi người đời không có hiểu nổi nếu như kinh không có chữ. Thành ra phải bày ra phương tiện ngữ ngôn. Nhà thiền nói ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Mở miệng ra nói vào đạo thì đạo nó không còn nữa. Đạo khá đạo, phi thường đạo, danh khá danh, phi thường danh. Có hiểu gì không? Hiểu chưa cho mệt phải không? Thật tránh hết những cái chữ của Phật pháp, nói những cái chữ rất là bình thường ở trong cuộc sống. Tại vì cái đạo mà có thể mình đụng tới nó được, nó không phải là đạo nữa. Đạo mà có thể trình bày được, không phải là đạo nữa. Mà cái trình bày kia chỉ là cái phương tiện mà thôi. Cũng giống như mô tả một ly nước bằng ngôn ngữ, đó chỉ là phương tiện mà thôi. Còn cái ly nước kia, người nào thưởng thức nó, người đó mới biết nó ngon hay không ngon. Chỉ có khi nào đi vào đạo và thưởng thức nó thì mới cảm nhận được. Đạo khá đạo, phi thường đạo. Cái danh thật sự nó không phải là cái danh. Rõ ràng là như vậy. Khi mình muốn làm tính trướng, khi mình làm tính trướng thì mình không có muốn làm tính trướng nữa. Thậm chí một người làm tổng thống Hoa Kỳ, nhưng khi làm được tổng thống Hoa Kỳ thì ông thấy cái ý nghĩa của tổng thống cũng không có gì. Và khi ông tranh cử thì rất là khổ não. Nhưng mà khi ông làm thì ông thấy nó không có gì. Nó là danh khả danh, phi thường danh là vậy. Tự trang nghiêm, tự biết lấy. Như vậy thì sự tu học của chúng ta ngày hôm nay, các vị tự biết lấy. Tự biết cái tâm mình như thế nào. Nó buồn, nó vui. Làm sao người ta biết được? Ngang tàng mình đi đâu mình về. Cái mình nghĩ sao vợ mình nó không lo mình, con mình nó không hỏi mình, hay là chồng mình á không hiểu mình buồn. Những cái đó là mình không tự biết lấy. Mình bắt người ta biết mình,
mà mình không tự biết lấy, cho nên mình tự sinh phiền não. Còn ở đây giờ mình tu tập là phải tự biết mình, cái tâm mình nó như thế nào, hoàn cảnh ra sao, phát tâm tu tới đâu, muốn cái gì, tự mình phải biết rõ. Và sau đó mình chọn một cái phương thức nào cho phù hợp với chính mình, đó cũng là tự mình biết lấy. Tâm sinh như thế nào, diệt như thế nào, tự mình biết lấy. Pháp Tạng Tỳ Kheo thưa bạch Đức Thế Tôn, nghĩa ấy sâu rộng chẳng phải cảnh giới của tôi. Bậc trí họ nói chuyện nghe dễ thương không? Họ nói là cái gì, là mình thấy khi họ biết tới đấy họ không hiểu, thì họ xác nhận họ không hiểu. Chứ họ không có bướng, không có bướng, không biết mà nói là biết. Hôm trước có cô Phật tử tại cửa, các vị nghe rồi phải không? Có cái cô mà tới đây nói thầy là nhìn ngang thấy thấy Phật nam Phật nữ đó. Mà thầy khuyên thầy nói đi gì học đạo chút xíu là biết là làm đó. Con nói chua cho Phật khác con dối lắm rồi, con không cần học nữa. Tức là thầy viện cho bó chạy liền. Cho nên cái đó là cảnh giới đó là mình không hiểu nổi. Làm sao mình hiểu nổi cảnh giới người ta biết cái gì, hiểu gì trong đầu họ. Hôm đó thầy ngồi trên cái xe ở ngay chỗ cái đèn đỏ, thì có một cái anh, cái ông này cũng chắc cũng khoảng 40 mấy 50, chúng ta lực lượng lắm, người Mỹ lực lượng lắm mà còn đuôi, chân cẳng nó nén chén nén rén chắc lắm. Rồi cái đi mà mình mấy quần áo thì mặc đồ sao nó xanh xanh đỏ đỏ lung tung hết, rồi vừa đi vừa đánh răng. Cái thầy mới nghĩ, thầy nói trời ơi, không nhận ở Mỹ nó tự do, cái gì cũng có hết, hay thiệt. Đúng là ở đây muốn làm miếng sao người ta thoải mái là được. Thì nghĩ đầu như thế, tức là mình nghĩ hay. Nhưng mà thầy đứng chập thì anh này qua khỏi cái đèn đỏ rồi á, thì anh đứng á, anh lại anh cầm cái box cigarette đánh răng á, anh gõ gõ lên cây rồi anh nói mình ảnh, thầy nói thôi xong rồi. tức là mình sai lầm rồi. Tức là cảnh giới đó là sao, là tự biết lấy. Cảnh giới là tự biết lấy chứ là sao mình biết được, mình không hiểu được trong đầu anh ta nói cái gì. Có những cái nhân duyên lạ, có những cái không hiểu được cái nghiệp duyên nó là sao, kỳ diệu lắm quý vị. Rồi hồi xưa nhớ ở Việt Nam, một anh chàng anh mặc cái áo người làm thợ điện, mà cái hộp điện á là ít cái người nào dám leo lên nghe không? Ba cái trụ có cái cục điện vậy đó, cái biến thớ đấy, cái cục biến thớ đó. Thế mà anh lại cái anh leo đứng đó kéo cầu dao riết. Cái thầy mới sợ anh kéo nó trúng cầu dao của chùa tách điện của chùa, mà lúc đang khóa tu mà sao anh kéo ba cái mà sao điện chùa không tách. Thầy nghĩ ồ, thì ra là chắc có lẽ rằng cái anh này anh làm gì đó cầu dao ở chỗ khác, chứ không phải liên quan tới cầu dao của mình. Nhưng mà thầy vẫn cho người gọi điện tới điện lực á, hỏi sao thấy có cái người thợ làm việc hơi lạ quá, có việc gì không? Thì họ nói họ đâu có cho người chỗ đó. Cái thầy nói ồ, thầy không biết, mà thấy có người đang làm việc chỗ đó. Cái họ chạy ra cái mới gọi anh xuống, anh đứng á, anh lấy một cái hòn sỏi như ngón tay này, anh đứng nhận dơ tay dày, lấy hòn sỏi đỡ lên. Nói. Thôi đúng rồi, mà nó giá chứ không phải thiệt rồi. Anh này là giá. tức là nó cảnh giới là tự biết lấy thôi, làm sao mình hiểu được. Đó. Rồi chẳng hạn như thầy Nhuận Châu, các vị có nghe không? Thầy Nhuận Châu hồi xưa đệ tử thầy Chánh Lạc, mà sau ồn ào chuyện gì kẻ ông sáng đưa qua rồi đấy, có nhớ không? Hôm Lạc Thành thầy có tới đây nè, lái cái xe truck chạy ra chỗ mua đồ, cây bước xuống sao đây không biết, tự nhiên cơ thể kéo bạc kinh chưa hết nó thành ra lùi, hay sao đang biết, không biết, nói chung là tê xuống, chìa hai chân vô trong xe nó lùi, cái bánh nằm chỗ bụng, cái người ta thấy, người ta chạy ra, người ta dỡ cái xe lên, cái người ta kéo ra chết ngạt. Không hiểu được làm sao ở trong bạc kinh, làm sao tí mà nằm dài vô hay vậy, phải không? Còn nếu như cái xe mà đã bạc kinh rồi, thưa vậy chứ mình đưa cái chân nó đi qua không được.
Thì không thể nào mà con người mình cán bụng thì cũng không đứa nội phải chết đâu. Mà cái bụng nó cao làm sao mà nó cán qua mà xe nó không đứng lại được. Còn nếu như mà tí cái phản ứng tự nhiên thì có thể là tay chân người ta né qua chút xíu thì nó đứng lại rồi. Đó. Còn bà kia nó có lui ra thì không cách nào mà chết được. Nó vậy mà chết rồi, chôn rồi. Thì mới đây mới vô thường thôi. Thì cảnh giới nó như thế nào? Nghiệp gây ra cái gì? Nhân nào, duyên nào? Và cái chết cũng may là không làm phiền nếu như có ai ngồi trên xe rất là phức tạp. Hoặc là có thể là đụng ai mà chết thì cũng rất là phức tạp. Cho nên cái này cái chết là tự mình, nghiệp nó đến với mình. Rồi tự mình á, mình xả bỏ cái mạng này ở trong cái bối cảnh như vậy. Cái đó gọi là tự biết lấy. Hiểu không? Tự biết lấy. Tức là biết phải cái người tu này thầy nói thầy cỡ những chuyện này chuyện kia là cỡ. Để chúng ta hiểu rằng ở trong nghiệp chúng ta phải tự biết mình. Phải tự biết rõ cái nghiệp của mình nó như thế nào. Nó buồn, nó vui, nó chán, nó nắng, nó tốt, nó xấu. Nó như thế nào phải tự biết. Ở trong cảnh giới này là Đức Phật cũng nói đó. Đức Phật nói là khi mình phá cái tâm như vậy thì sao? Thì những cái yếu tố nào để cái tâm này được thành tựu tự mình biết lấy. Đạo tràng này muốn giữ gìn, giữ như thế nào? Bây giờ nó thưa thầy, bạch Đức Thế Tôn, làm sao con giữ được đạo tràng này? Con muốn có đạo tràng này để con giảng kinh thuyết pháp với mọi người cùng tu học. Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ làm sao con giữ? Đức Thế Tôn nói, việc phát nguyện tự biết lấy. Nợ nần tự biết lấy. Có phải không? Tức là cái cảnh giới mình đã phát nguyện thì tự mình hiểu rõ hơn ai hết. Không làm sao một người khác họ hiểu rõ cái việc gì mình đang chịu đựng hoặc là mình đang phải tính toán. Cái việc tu của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta phát cái nguyện gì, chúng ta biết rõ hoàn cảnh của mình. Nhà cửa làm sao, chồng con làm sao, cháu chắc làm sao, tài chánh, sức khỏe, thời gian, bao nhiêu việc tự mình biết lấy. Rõ chưa? Cho nên rồi, có buồn có vui, đừng có gì là cớ thầy nghe nghe, cớ thầy nghe thầy nói tự biết lấy. Rồi quý vị, rồi chúng ta tiếp một câu nữa. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, nghĩa ấy sâu rộng chẳng phải cảnh giới của tôi, ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ dạy công hạnh tịnh độ của chư Phật Như Lai. Hỏi rõ một cái, tức là cái công hạnh tịnh độ, công hạnh nào làm cho quốc độ trở nên thanh tịnh, chứ không phải là tịnh độ là cõi cực lạc. Bởi vì lúc đó Ngài chưa có thành tựu mà. Thì cái cõi tịnh độ tức là làm cho quốc độ thanh tịnh của Như Lai. Bằng phương tiện nào, cách nào và tu công hạnh gì, phương thức như thế nào. Tôi được nghe rồi sẽ y theo đó mà tu hành để hoàn thành sơ nguyện. Y theo đó, Pháp Tạng Tỳ Kheo nghe Phật nói rồi y theo đó mà tu hành, thành tựu sở nguyện. Chúng ta bây giờ cũng nghe Phật nói, nhưng mà đâu có y theo tu hành đâu. Không có y theo tu hành, cho nên nguyện của mình nó cứ y quy. Nó không có cái thay đổi, hay cứ y quy vậy, trước sau như một vậy. Nếu mình đang chung thủy, đang chung thủy kiếp sống chúng sanh của mình. Bây giờ mình bỏ kiếp sống chúng sanh này thấy buồn quá. Cái anh học trò kia nói, anh nói thưa thầy, con xem ông thầy giáo con á là một đội trưởng, còn con là những cái cầu thủ ở trong đội bóng đó. Và thưa thầy, năm nay con trung thành như đội bóng này, các bạn chia tay con còn có mình con trung thành như thầy à? Là chuyện gì? Đúng rồi, thông minh, lương bang á, với lại lớp thôi, trung thành mà, trung thành với ông đội trưởng đó, học tiếp năm nữa thôi. Nhiều cảnh nói nhiều cái anh nghiệp trước sao không hiểu được. Nhiều khi thầy nuôi học trò không hiểu nó mà đi học mà thầy nói thưa con thầy nói đây là giống như thầy năn nỉ con đó, con ráng con học thêm tới lớp 9 thôi, tại vì con còn trẻ quá, con ở chùa thầy không biết sắp xếp con làm gì hết, mà con ở một mình chập là con sẽ chán, mà con chán thì con sẽ không tu được, cho nên thầy nghĩ là con phải cố gắng con đi học. Vậy mà hôm đó thầy gửi gắm giáo viên rồi người ta cũng quý thương chùa. Và thầy nói rằng chú này chỉ học tới lớp 9 thôi. Và chú không có nhu cầu sử dụng bằng cấp. Cho nên các vị cứ yên tâm, là cố gắng giữ cho chú ngồi chung với trường.
thì họ cũng hoan hỷ. Và hôm đó cô giáo gọi cho thầy, nói là thầy ơi, thầy nói chú ấy, là khi đi thi lại thì cái tờ giấy thi ấy, là chú không biết viết cái gì thì chú viết bài Ma Bát Nhã giùm cho con. Tại vì phải có cái chữ để con cho điểm, mà giờ không có chữ nào hết thì làm sao con cho điểm. Hôm đó anh chàng này anh ngồi anh nói chuyện với sư huynh, anh nói sư huynh em không thiệt không nghĩ ra. Nói sao không nghĩ ra chuyện gì? Nói là em đã cố tình em không ghi chữ nào để cho nó rớt, vậy mà sao cứ lên lớp. Tức là thầy ngồi thầy nghe thầy nói kẹp cao thủ võ lâm rồi. Cao thủ thầy anh này là đi học anh khổ lắm, anh không muốn đi học, mà cái duyên thì sao không biết. Bây giờ thì nói chung là điện đài máy móc rồi trong chùa hư cái gì là mình anh lạ kỳ vậy đó, làm không biết mệt, cơm nước rồi trong chùa quán xuyến trên dưới rồi máy móc rồi tụng kinh đi cúng rồi lo đủ thứ không biết mệt. Chứ mà nói đi học là thôi vô tay đầu hàng liền. Thế là cái cảnh giới này là tự biết lái thôi. Chứ làm sao mình hiểu được, làm sao trong đầu nó như thế nào mà nó hiểu được. Thế là không có đau khổ, nó thấy nó vui như vậy đó. Y theo sở nguyện mà tu hành. Lúc bây giờ Đức Phật tự tại, Thế tự tại vương biết tỳ kheo pháp tạng cao minh, chí nguyện sâu rộng liền giảng dạy rằng: ví như biển cả, có một người lấy đấu múc nước biển trải qua kiếp số còn có thể cạn hết đấy được châu báu vi diệu. Cạn hết đấy và được châu báu vi diệu. Có người chí tâm tinh tiến cầu đạo chẳng thối, sẽ tất sẽ kết quả, có nguyện gì mà chẳng được thành tựu. Một người, như một người họ có cái tâm trì trí và lấy một cái đấu như là cái muống đó. À, là một cái ca nước, họ múc nước biển và tới mức nước biển có thể cạn, họ lấy được rất nhiều châu béo trong đó. Thì cũng như vậy, một người tu hành chí tâm tinh tấn cầu đạo chẳng bao giờ thôi dứt, tất nhiên sẽ có kết quả và có nguyện gì mà không thành tựu được. Như vậy thì việc phát tâm tu tập chúng ta không phải thấy khó mà nản chí, không phải thấy núi Thái Sơn cao quá mà chúng ta dừng bước leo trèo, hoặc là chúng ta thấy đạo chánh giác xa vời biết bao giờ thành tựu cho nên chúng ta nản chí. Không phải như vậy, tâm chúng ta kiên cố bất thối thì cho dù đường xa vạn dặm chúng ta vẫn tới nơi. Nói rồi Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai nói rộng 25 quốc độ chư Phật, những là sự thiện ác của hàng thiện nhân, những sự xấu tốt của cõi nước, thiện ác của hàng thượng, của hàng gì? À, của hàng thiên nhân. Cái cõi người, cõi trời, cái nào thiện, cái nào ác, nó như thế nào, nhân nào, duyên nào. Cõi trời là cõi vui nhiều, khổ ít. Cõi người là cõi khổ ít, vui cõi khổ nhiều, vui ít. Đó là cái những cái ưu, cái nhược. Cái cõi ta bà này tuy nó khổ nhưng con người là có nhiều trí tuệ. Và ở trong khổ não đó phát tâm tu tập, thành ra có thể đoạn trừ nghiệp chướng nhanh chóng hơn các cõi trời. Tu một ngày ở cõi ta bà này hơn bằng bao nhiêu năm cõi Cực Lạc Tây Phương? Hả? Bằng mấy năm? Phải nói cả ngang ấy. Ơn lắm, cho sợ lắm. Hỏi là ta biết thứ nào cũng nói cả ngang rồi. Nói là phải con nhắc cho kỹ, nói có sách, mấy có chứng, tự nhiên mới hỏi nhanh mấy cái phát nói liền ấy. tức là phải coi cho rõ thứ nó có cơ sở hay không. Hồi trước đây thầy có nói rồi, trong kinh có nói rồi đó, thầy có giảng trong kinh Di Đà rồi đó. Giờ thì chúng ta thấy rằng ở trong các quốc độ mà cái cõi tốt cõi xấu đỡ chúng ta có sự phân biệt. Dĩ nhiên mỗi quốc độ nó đều có cái ưu điểm và cái nhược điểm riêng. Nghe các cái ngôi chùa cũng vậy, bây giờ làm sao hả, mình trách với ông thầy. Ông thầy đó sao ăn rồi cứ lo chuyện tiền bạc, tại sao bây giờ không có tiền nó kéo chùa thì sao? Thì phải lo, giờ ai lo nữa. Mình nói sao lạ kỳ quá. Hôm đó có một cái ông sư Nam Tông tới đây rồi thi hành đại lễ, thưa thầy làm gì, nhờ thầy giúp giùm để giữ cái chùa. Thầy mới nói, tôi nói thiệt cái sư, chứ bây giờ chùa tôi
tôi giữ cho nên. Tôi giữ cho nên làm sao? Làm sao mà giữ giùm cái chùa gia sư? Nó là khổ vậy đó. Thành ra nghe đâu là sau này vị sư nói hình như cũng phải bán cái cơ sở đấy. Bởi vì cái nhân duyên thành ra nhiều khi trong cuộc sống á, họ thiếu một chút phước, thiếu cái bản lãnh, thì dĩ nhiên họ có những cái cách ứng xử nó tầm thường, theo cái kiểu người đời, để họ giữ cho được cái chỗ họ ở. Đó là cái lễ sinh tồn. Mà chúng ta không hiểu thấu triệt cái chỗ đó thì chúng ta thường khởi tâm chơi trách. Nhưng mà nếu như đưa mình vô cánh đấy thì liệu mình có chịu nói không? Nhiều khi á, là mình còn làm tệ hơn họ nữa thì sao? Thành ra là người Phật tử chúng ta thầy nghĩ chúng ta phải cẩn trọng về lời nói và suy nghĩ của mình. Những sự xấu tốt của cõi nước và ứng theo tâm nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho thấy tất cả, đó là nhờ thần lực của Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai biến hóa và giúp cho Ngài Pháp Tạng thấy rõ cái quốc độ nào như thế nào để Ngài theo đó mà phát tâm. Nghe và thấy rõ các quốc độ nghiêm tịnh, tỳ kheo Pháp Tạng khởi nguyện thù thắng vô thượng, tâm Ngài tịch tịnh, trí Ngài rỗng rang, tất cả thời gian không có ai bằng, trọn đủ năm kiếp Ngài suy xét, nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Được năm kiếp, tỳ kheo Pháp Tạng nghe những công hạnh đó và Ngài khởi một cái trí với một cái nguyện thù thắng, ở trong tâm Ngài tịch tịnh, ở trong tâm vắng lặng, không giấy động phiền não, không giấy cái niệm hơn thua phân biệt, và trí của Ngài rỗng rang. Trí rỗng rang này khó thực tập lắm. Mình thường công phu thì tự nhiên nó sẽ sinh ra trí rỗng rang, tức là cái trí nó nhẹ nhàng và nó soi chiếu mọi thứ, cũng giống như bầu trời không có mây, thành ra ánh sáng nó chiếu dịu và chúng ta thấy rõ mọi vật. Còn nếu chúng ta lênh xênh trong cuộc sống nhiều quá thì giống như trên bầu trời có mây thì cái trí nó không có chiếu sáng được và chúng ta đôi khi nhận định nhầm lẫn. Tất cả thế gian không có ai bằng, trọn đủ năm kiếp Ngài suy xét và nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh cõi nước. Suy xét để nhớ lấy. Hồi trước đây này thầy, cái đoạn kinh này nó giúp cho thầy một bài học rất lớn. Khi lấy cơ sở đạo tràng mà thậm chí chưa lấy thì thầy cũng đã nghĩ tới là cái cách sử dụng sau này và cách bố trí những mọi việc như thế nào. Thì hôm đó nhất là khi lấy đạo tràng về rồi thì thầy lấy một cái cây thầy đỡ chỗ đây. Rồi bắt đầu thầy đi qua ghép kia, ghép nọ, ghép này. Rồi đứng lên rồi ngồi xuống, ngồi ghế để xem thứ là cái không gian nó khó chịu như thế này, nó tù túng, nó chật hẹp, nó thấp như thế này, thì làm sao mà để cho nó phục vụ một cách đa năng, cũng có thể cúng kính, cũng có thể tu tập, cũng có thể học pháp, cũng có thể kinh hành niệm Phật. Phải ngồi im nghĩ ra, mà phải nghĩ ra như vậy, đó là nhờ công hạnh, tức là mình nhiếp lấy là hiểu như vậy không? Tức là mình biết rõ tường tận mọi việc. Và trong cái túi tiền có thể cho phép thì việc đó sẽ làm như thế nào, việc kia sẽ làm sao, rồi chỗ đó làm sao, chỗ kia làm sao, chỗ nào tiếp khách, chỗ nào làm cái gì, rồi đường đi, mọi thứ trong là như thế nào. Tức là mình phải cân nhắc rất kỹ. Nên sau này có một số Phật tử ở đâu chạy đùng tới cái nói thầy làm cái này, làm cái kia, mất công giải thích. Thiệt ra hồi đó cũng ráng nhẫn để giải thích chút xíu, chứ suy nghĩ rất đường đột. Khi một người điều hành một cái gì đó, họ phải nhìn tổng quát của vấn đề. Mà cái nhìn tổng quát không có đơn giản đâu, phải nhìn nhiều ngày, cân nhắc rất là kỹ. Và cái tiện ích sử dụng sau này như thế nào. Thì bây giờ mình vô đây mình thấy một cái đạo tràng, nhà thờ của Tin Lành, nó đâu có cấu trúc của nó không có phù hợp với cách tổ chức trong chùa. Nhưng mà chúng ta bố trí được như vậy á, là cũng đã tận dụng hết khả năng của mình rồi. Thì điều này cũng như vậy. Tức là ở trong một cái quốc độ, trước khi mình nhận nó không phải như thế này, bây giờ nó hiện ra như thế này. Nó hiện ra đây là hiện sao? Tức là tự trong tâm mình có sự nhiếp lấy rồi. Hiểu không? Lấy cái điều đó để minh chứng cho một cái ví dụ trong sự tu tập. Tức là
các vị có thể hình dung ra cái quốc độ các vị sống đời như thế nào? À, có hình dung chưa? À, sao không có? Mình hình dung quốc độ mình có mấy con gà, mấy con lợn, rồi mấy thằng nhóc chạy ra chạy vô ồn ào náo nhiệt. Ví dụ vậy mình, tại vì bây giờ mình không hình dung thì mình cũng vẫn đang làm theo như vậy mà. Cho nên bây giờ thôi, mình đừng có xây dựng cái quốc độ ra nữa. Có chứ, hồi xưa cái quốc độ mình là quốc độ thế tục đó. Hồi xưa, chứ nếu không thì gặp anh này anh kia sao nói nhiều vậy? Nói quá trời quá đất, nói là nói đủ thứ hết. Nói để hồi đó có hai cái ông kia, hai chồng. Anh này ông giỏi lắm. Ông đi dạy các nước Đông Nam Á. Và ông là một giáo sư rất giỏi. Và thường thường ông đi, ông đội cái mũ ông đi thôi. Vậy mà ông không có giáo trình giáo án hết á. Mà tới bữa là ông vô ông dạy. Hồi đó thầy nhớ hồi xưa thầy có nghe ông giảng một lần. Và người ta mướn ông là ông ấy, nói chuyện 45 phút là cái giá tiền nó bằng một chỉ vàng. Tức là ông nói chuyện thôi á. Vậy mà người ta vẫn mướn. Và ông nói rằng là ông là thông minh có thừa. Và ông không cần tiền bạc nữa. Ông nói chuyện là ra tiền rồi. Nhưng mà ông xấu quá. Thành ra ông muốn lấy cái cô vợ ngu ngu cũng được. Nhưng mà thiệt đẹp. À, tại ông không cần cái người, ông nói cái người thông minh quá là nhiều khi nó kiếm chuyện là mình cũng phiền nữa. Rồi tranh cãi. Thôi ông cần một cái người vợ giống như là để sinh con, để cái giống như cái người lo gia đình thôi. Thành ngu ngu cũng được. Và ông có hy vọng, tức là để con ra thì nó thông minh giống ông và nó đẹp giống bà. Mà các vị biết sau này nó sinh ra hai chị gái. Hai chị gái ấy, là nó xấu giống ông và nó ngu giống bà. tức là hết biết luôn mà. Sự thật bây giờ đó, cho nên sau này ông phải đỡ ra một số tiền rất nhiều để làm cái cú hồi môn cho hai cô gái này, hai cái chị này, mà sau này cũng có người cũng nhân duyên sau đó cũng lấy làm vợ cũng ấy. Nhưng mà cái nhân duyên là từ hai vợ chồng như vậy đó, tức là họ tính toán như vậy. Họ tính toán là họ nghĩ chắc em nhẹ rồi, tại họ khoa học mà, họ sẽ nghĩ như thế này thế kia, làm sao đó cho con họ nó đẹp, rồi họ như thế nào nó rất dối, mà rốt cuộc là nó đâu có ra kết quả vậy đâu. Đó, cho nên chúng ta đừng có tính toán lung tung như vậy. Lúc đó có lẽ rằng hai vợ chồng này họ đã nhíp lấy cảnh giới của họ. Họ bàn với nhau, họ tính như thế nào đó. Và họ nhíp lấy cảnh giới. Chứ mà họ nhíp đâu có được. Họ nhíp cũng đang đi nếu. Tức là họ chưa có nhíp được cảnh giới của họ. Còn Đức Phật thì Ngài hình dung ra cái quốc độ của Ngài. Quốc độ của Ngài như thế nào? Có hoa sen, có ao bát công đức, vàng bạc lưu ly. Rồi chúng sanh vừa đó là thuộc loại chúng sanh nào? Thượng thiện nhân, bất thôi chuyển. Rồi nào là chim bạch hạc không tước, ca lên tần già, anh võ, hót lên đều ra tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Những cảnh giới như vậy. Thần lực của Ngài chiêu cảm chúng sanh nương theo thần lực đó, mỗi buổi sáng lấy hoa đi khắp các quốc độ cúng dường mười phương chư Phật, trở về không muộn bữa ăn trưa. Ăn xong rồi thì sao? Gãi bụng ngủ không có. Ăn xong rồi đi kinh hành chứ không phải gãi bụng ngủ. Cho nên là cái kinh giới Phật cũng siêng năng, ăn xong rồi đi kinh hành, chứ không phải ăn xong cứ ngáp gãi bụng ngủ. Những kinh giới này buổi trưa có sao không có? Buổi trưa trên chùa mình hào trưa này, ăn xong rồi là ngáp đi là kiếm chỗ muốn nằm rồi. Nhất là cái bữa mà bắt con trai nữa đấy là thôi. Ôi thôi la liệt. Ta cũng cô hồn mà ta gọi là la liệt hương hoa. Còn cái này không phải la liệt gì á, kéo ba bốn cái ghế ra, lấy ba bốn cái tấm bộ đoàn ra trái thôi, cuộc đời vẫn đẹp sao. Như thấy ngon lành không? Tức là cái quốc độ mà chúng nó thám quá trời quá đất. Quốc độ này là không ổn rồi. Mà thầy nghĩ chắc cũng là một phần cái quốc độ do thầy Quyền Châu nữa. Chắc tu hành cũng không ra sao này. Tình ra là ăn xong cứ gãi bụng ngủ thôi. Hả? Chứ ai nói gì đâu. Thế đâu có nói gì nữa, đúng rồi, sai đâu, nó quyền không quyền gì đâu.
không quyền cũng phải ngủ thôi, chứ không ngủ là sẽ cứ ghép hoài sao chịu được. Cho nên là phải ngủ thôi. À, nói tới đó thì thầy nghe niệm Phật là chúng ta cẩn thận, là chúng ta A-di-đà Phật, ráng phát được cái chữ di. Khi mình cất lên cao nó thành chữ di, nó thành chữ di. Hôm đó có một cô Phật tử có phiền não, cô nói thưa thầy, bác con trai mình niệm Phật trang nghiêm thì cứ niệm bình thường, thế tại sao phải cứ lên xuống thành ra là A-di-đà Phật. Cô nghe kêu di-đà Phật cũng phiền quá. Mà khi mà mình nghe Di Đà, mình nghĩ cái âm thanh cao, mình hoan hỷ thì nó sẽ bình thường. Nhưng mà người này họ nghĩ Di Đà là bắt đầu là họ chấp cái đó rồi. Và khi họ chấp nó thì cái tâm họ nó tướng ra nữa. Thành ra họ chỉ luôn tuôn nghe là Di Đà thôi. Và bắt đầu họ phiền não họ tới họ ý kiến với thầy, gõ cửa ý kiến đàng hoàng. Nên thầy cũng giải thích, thầy nói bây giờ sự thật mà nói, con người nó phàm phu. Nếu như mà tự tu được thì cũng không cần tới chùa, cũng giống như tự học thì đâu cần tới trường. Nhưng mà ở nhà cứ nằm dài ngủ, thành ra thành u minh giáo chủ. Bây giờ cho nên phải tới trường, phải tới trường nó khai thị ra, nó mở mang ra, chứ không nằm dài ngủ luôn làm sao được. Chứ thực ra kiến thức có sẵn hết rồi. Ông giáo sư ông nói cùng lắm trong sách ông cũng viết, ông viết còn cô đọng hơn là ông nói nữa. Nhưng mà mình phải tới trường, không tới trường học không được. Do vậy cho nên cái nghiệp của chúng ta nó như thế, thành ra nhiều khi chúng ta phải thông cảm với nhau. Trong đạo tràng thì cũng bày ra cách này cách kia, cũng âm nhạc, cũng lên cũng xuống, cũng du dương như vậy đó. Vậy mà từ sáng tới tối nó bớt mệt đi, còn nếu không là nó mệt lắm. Hồi đó bên Việt Nam thầy có một lần là các cô Phật tử nói giảng pháp nghề trắng quá. Thầy nói ồ chi cách nào nó sẽ niệm Phật đó thầy. Thầy nói có một cách vừa niệm vừa lạy nó hay lắm. Cách đó là đúng trong dù tôi có nói đó. Tức là gì? Cái đó là gọi cách gì? Hả? Không phải bái sám. Vừa lạy vừa niệm. Tức là Nam Mô Di Đà Phật lạy một lạy, đứng lên Nam Mô Di Đà Phật lạy một lạy. Cái là để là nghe hay quá mà hoan hỷ ủng hộ liền. Cái là thật, không có tam bộ hay cứ đứng lên ngồi xuống tam bộ ở đâu. Thì lúc đó là thầy làm 108 danh hiệu của Phật hết cho chuỗi. Cái thầy mới đi ra khỏi, cái cô này cô ra, cái cô ngồi xuống cũng nghe chân ra chân kén nóng ngay lầu nữa. Còn có người nằm xuống, có người coi như ngồi giải xuống trên điện vậy, ngồi gõ chân. Tự nhiên thấy cảnh giới giống như thân tàn ma dại, hết muốn tôi muốn như tất cả cảnh trong mà tu xong mà quay nghi tức hành không còn gì hết, lạy có 108 lạy Phật thân tàn ma dại thôi làm gì nữa. Dạ, nhưng mà thành ra khi thầy nói phải cẩn thận khi nói ra cái gì, cho nên thầy đặt ra cái chương trình như thế là thầy đã cân nhắc rất là kỹ về cái sức khỏe và tâm lý, cũng như là cái thời gian giải lao, cũng như cái gì đó nó bớt căng thẳng và nó thay đổi không gian, lúc đi, lúc ngồi, lúc nghe giảng, chuyện này chuyện kia. Như vậy thì tự nhiên nó sẽ an ổn. Và chúng ta ở trong chùa một ngày nó tốt hơn là chúng ta không có ngày nào. Ở một ngày nó tốt hơn. Trong tâm mình ít nhiều, mình cũng nghĩ tới Phật Pháp Tăng. Mình nghĩ tới sự tu hành. Vậy á, nhưng mà mình ở nhà mình không nghĩ được đâu. Ở nhà mình muốn nghĩ tới Phật, nghĩ cũng không được. Cái duyên trần nó kéo đó. Việc này, việc kia, rồi người ta gõ cửa, rồi điện thoại, rồi chuyện đông chuyện tây, quét dọn leo chùi nữa, nó hết ngay. Bây giờ cho nên mình phát tâm, mình ở trong chùa cũng là một cái cách nhiếp thọ cảnh giới của mình. Ở đây chúng ta thấy này, rồi chỗ nào mất rồi. Ở đây nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Ngài A Nan thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, người cõi Phật xưa ấy thọ mạng bao lâu? Đức Phật nói: Này A Nan, Đức Thế Tự Tại Vương thọ mạng 42 kiếp. Thời gian sinh ra và diệt mất của địa cầu tức là một kiếp. Đó là một tiêu kiếp đó, mà không biết kiếp này là đại kiếp hay là trung kiếp. Thường thường trong kinh nói một kiếp là thường chỉ cho đại kiếp.
Và 20 lần sanh diệt của quả địa cầu là một trung kiếp. Và 4 lần sinh diệt, như vậy thì thành là 80 lần sinh diệt của quả địa cầu này, gọi là một đại kiếp. Và tuổi thọ của Ngài sao? 42 kiếp. 42 kiếp. Hồi xưa thầy thấy có cái chuyện này bị con ma nó nhập. Và con ma này á, nó là con nuôi của Long Vương ở biển. Mà Tam Thái Tử con nuôi của Long Vương. Thì lúc đó thầy có hỏi, thầy hỏi là vậy Long Vương bao nhiêu tuổi rồi? Nói Long Vương là 42 kiếp. Và cô vợ như rồi, cô vợ 40 kiếp rồi. Nên tức là họ canh giới, họ sống rất lâu. Thành ra tùy theo cái phước lực, tùy theo canh giới và cái tuổi thọ nó khác nhau. Nhưng mà ở trong đó như ví dụ như con mũi như con mũi đó, nó như thế nào, canh giới nó khó hiểu lắm. Mộng hồ điệp hải hùng thương chua xót, kiếp phù du than khắp dưới đèn. Mà nói tự nhiên nghĩ ra hai câu đấy. Mộng hồ điệp, các vị hiểu mộng hồ điệp không? Hả? Hồng hoa hay hồng bướm đó. Hồng bướm mật tiếng là sao? Coi chừng như cái đó thức chưa hay là ngủ. Chúng ta nói đưa vị tà cơ các vị nghe cho là đỡ hiếu. Chúng ta nghĩ lẽ là những chuyện này các vị hiếu chứ sao lại không hiếu à? Tức là hồi xưa ông Lão Tứ Lão Tứ ông ta nằm chiếm bao. Ông ta thấy ông là bướm. Và khi ông là bướm, ông rất đau khổ. Và ông thấy con bướm tuổi thọ nó không bao nhiêu và nó mong manh và nó chịu những cái mưa nắng rất là khổ não. Thì khi mà ông thức dậy thì ông sờ trên người ông không biết ông là người hay là bướm. Và cái đó cái hải hùng của con người, cái hải hùng thành ra người ta là mộng hồ điệp. Hồ điệp tức là cái giấc mộng, giấc ngủ, hồ điệp tức là nằm chiêm bao thấy mình hóa thành bướm. Bây giờ thức dậy rồi, không biết mình là bướm hay là tính hay mơ đây. Cho nên mộng hồ điệp hải hùng thương xót. Con phù du các bạn biết không? Con phù du nó thấy đèn nó thích lắm phải không? Và nó nhào vô, nó cháy chết. Cho nên kiếp phù du gì? Than khóc dưới đèn. Canh sống là vậy đó. Mộng hồ điệp hải hùng chua xót, kiếp phù du than khóc dưới đèn. Ở trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng mà kiếp sống của nó cũng đầy đủ những hỷ nộ ái ố, cũng đầy đủ những khổ đau trong đó. Chứ không phải là nói rằng nó ngắn là so với mình. Nhưng còn cái tâm trạng của nó, cái nghiệp của nó thì nó cũng vậy thôi. Thời ấy tỳ kheo Pháp Tạng nhiếp lấy công hạnh thanh tịnh trang nghiêm 210 ức nước Phật và tu tập xong, Ngài đến trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai cúi lạy chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi đã nhiếp lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Chúng ta dừng lại ngay đây.